Hello anh em nhé. Hơn 2 năm mình cái tóc rồi anh em ạ. Nói chung tóc bây giờ tương đối ổn định. Dài, nhanh dài lắm. Tóc cấy này nó còn nhanh dài hơn cả cái tóc cũ trên đỉnh này. Trên tóc mình thì không, đỉnh không bị rụng nhá. Mình chỉ bị hói chữ mờ với mình hạ tán thôi. Hạ tán tầm 2 phân với mình hỏi chữ mờ. Chứ đỉnh mình không bị rụng anh em nhé. Thì cái tóc cấy này thì phát triển nhanh cực. Rồi, tóc này thì nó hơi chậm hơn một tí. Thường thường cái tóc cấy nó khỏe hơn nên nó phát triển mạnh lắm anh em. Trong 2 năm thì nói chung mình cũng thấy gọi là có tóc thì tự tin hơn, nói chung tóc nó ổn hơn, nó ổn định không bị rụng. Chứ nhiều người thì nói chung thấy cấy xong tầm 1-2 năm thì nó bị rụng, nhưng mình thì vẫn thấy bình thường nha. Tóc vẫn chắc khỏe, nói chung sợi tóc chắc khỏe. Giờ mà nhổ lên chắc cái gốc nó còn sâu lắm. Với cái nang tóc mình lấy cái sau thì nói chung nó sẽ khỏe, khỏe chắc. Phía sau thì mình ít hôm nữa mình quay cho anh em xem. Phía sau thì nói chung phải nhờ người quay cơ, mình quay thì hơi khó. Đợt tóc uốn trước mình uốn nhưng giờ nó thẳng lại hết anh em ạ. Chuẩn bị chắc để mái. Có kiểu để mái mình đăng trong Zalo ấy, anh em nào thử qua xem. Hợp mình hợp kiểu điểm mái gây là vuốt hơn. Tóc thì mình nói chung giờ mình gội dầu thì mình gội bình thường anh em ạ. Dùng dầu gì cũng gội được rồi, không phải trước thì mình hay gội dầu bưởi, nhưng mà giờ thì tất cả các loại dầu mình đều gội được nhá. Vì tóc nói chung nó khỏe, nó không rụng nữa thì dùng tất cả loại dầu đều được anh em nhé. Chắc là mình lâu lâu mình mới lên đoạn clip cho anh em xem thôi, vì tóc giờ tương đối ổn định rồi, giờ quay lên nó không phải khi nào mà chờ tóc rụng thì mình sẽ quay cho anh em biết. Tóc rụng còn giờ thì nói chung đang ổn định nên là không có gì nhiều để quay cho anh em xem. Lông tóc đẹp và lông mày giờ cũng đẹp luôn rồi. Thôi hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo nhé. Anh em xem thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ nhé. Với một đăng ký kênh luôn. Chào anh em, bye bye.